Vụ của anh Nguyễn Danh Dũng là một cái người chủ tài khoản của Thiên An TV và là chủ tài khoản Facebook của Quách Thiên Thiên An và Thiên Quách Thiên An ở trên Facebook, thì anh đã bị công an Thanh Hóa bắt với những cái tội danh bị gán vào cái điều luật 258. Thì Dương cũng có nghiên cứu và tìm hiểu về cái điều luật 258, và cái điều luật 258 này là cái điều luật gần như ngăn cản những người lên tiếng cho những cái sự bất công, cho những cái sự vô lý của xã hội Việt Nam. Thì Dương đọc về cái điều luật 258 này lên, chính nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ban hành cái luật này để giống như một cái hàng rào để bảo vệ cho Đảng Cộng sản Việt Nam vậy. Điều 258: tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo, không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Đây là một cái điều luật phải nói rằng rất là mô hồ. Tại vì với Dương á, Dương được biết rằng là ở Việt Nam làm gì có tự do ngôn luận, làm gì có tự do báo chí, làm gì có tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, mà là lại gán vào những cái tội lợi dụng các quyền tự do này để mà có những cái âm mưu hay lật đổ chính quyền nhà nước đồ. Dương thấy không có một cái quyền tự do nào cả. Và khi ngày hôm nay người dân nói tới những cái vấn đề, những cái sự bất công trong xã hội Việt Nam, thì người ta lại sợ, người ta rất là sợ khi đụng chạm tới. Ví dụ như nói, ngày hôm nay hả, người lãnh đạo này làm điều sai, người lãnh đạo kia làm điều nọ sai, họ nói và họ nói rất là sợ. Vậy thì tự do ngôn luận không hề có nha các bạn, các anh chị em. Ở Việt Nam tự do ngôn luận, tự do báo chí không, không không hề có. Và cái báo Sài Gòn Giải Phóng Dương được biết rằng là nó chỉ mới đóng cửa gần đây mấy năm thôi, thì cái báo đó là cái báo nó viết có một cái bài báo viết lên cái nó lên những cái vấn đề đụng chạm với Đảng Cộng sản và nó bị đóng cửa, nó không hề có tự do báo chí. Cái điều này phải nói là nó rất là mơ hồ. Và anh chị em trong nước chúng ta hãy hãy có thể là đừng có tin tưởng về những cái gì mà ngày hôm nay luật pháp Việt Nam nó đưa ra để bảo vệ cái sự tồn tại của cái chế độ mà thôi, chứ không phải là bảo vệ cái đảng cũng cái bảo vệ nhân dân, không phải bảo vệ nhân dân đâu. Và đây là điều luật 79: tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Anh chị chú ý cái từ cụm từ chính quyền nhân dân nha, thì bị phạt như sau: người tổ chức, người xúi dục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ 5 đến 15 năm. Các tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì anh chị em có thể cho Dương biết rằng ngày hôm nay chính quyền của nhân dân có phải không ạ? Gần như cái cụm từ này nó quá sức là ngoài sức tưởng tượng, ngoài cái sự nghĩ của Dương á. Bây giờ Dương không cảm thấy là cái chính quyền này của nhân dân nữa. Nhân dân đến họ phục vụ cho nhân dân, mà nhân dân chờ đợi, nhân dân gần như quỳ lại van xin họ để họ làm hồ sơ. Muốn giải quyết cái vấn đề hồ sơ của cái người dân là người dân phải chờ đợi, và thậm chí là họ muốn giải quyết cái hồ sơ đó nhanh, họ phải dùng tiền bạc. Đó, cái chính quyền này không phải là cái chính quyền của nhân dân nữa. Bây giờ cái điều luật 79 này là tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Dương thấy cái điều này quá sức là vô lý luôn. Bây giờ tới điều luật 88: tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Đưa ra toàn là những cái điều luật mà người dân cứ tưởng rằng những cái luật này để cho nhân dân không à. Nhưng không phải. Đưa ra những cái điều luật này để bảo vệ cho cái chế độ.
Bởi vậy cho nên ngày hôm nay người dân họ đâu dám lên tiếng đâu. Họ lên tiếng là đụng, lên tiếng nói cái đường nào cũng đụng vô những cái điều luật 79, 88 và 258 này hết. Cho nên người dân họ im lặng, họ không dám lên tiếng. Mà một cái xã hội mà người dân ở đó họ im lặng, họ không lên tiếng, họ không có một cái đóng góp, thì cái xã hội đó là cái xã hội Việt Nam hiện tại. Đụng tới đâu là nó hả, nó không còn cái gì hết á. Về về an ninh, về chính trị, về môi trường, về thực phẩm, về chế độ phúc lợi xã hội, hầu như tất cả mọi cạnh, mọi khía cạnh không còn cái gì để mà chúng ta có thể ca ngợi được nữa hết. Một cái cuộc sống mà người dân không có thể nào phát huy được cái quyền tự do dân chủ của mình, không thể nào lên tiếng đóng góp cho những cái sự sai trái, lãnh đạo làm sai cũng không dám nói nữa. Rồi bây giờ anh Nguyễn Danh Dũng anh làm những cái video clip, không phải anh làm mà anh tải lại, anh copy, anh download về và anh đưa lên những cái trang Thiên An TV, thì ảnh lại bị gắn vào cái tội là bị đặt bôi nhọ hình ảnh của các đồng chí đảng và nhà nước. Các anh, các đồng chí đảng và nhà nước đâu còn cái gì nữa để mà ca ngợi đâu, mà để mà sợ bôi nhọ phải xấu xí. Quá nhiều chuyện mà làm cho người dân phẫn nộ rồi. Ngày hôm nay tham nhũng hối lộ rồi vụ án Vinashin, Vinalize rất là nhiều, đã làm thất thoát biết bao nhiêu tiền của dân mà không thấy ông nào dính vào điều luật 79, 88, điều luật 258 này hết. Họ chính là những người đã gây tổn hại cho nền kinh tế Việt Nam, gây ảnh hưởng trực tiếp với đời sống của nhân dân mà không có ai bị xử lý cả, không ai bị phạt cả. Thì cái điều luật, những cái điều luật 79 và điều luật 88, điều luật 258 này ban hành ra để dành cho ai? Ở đất nước người ta điều luật ban hành ra cho tất cả mọi người, ngay cả những người lãnh đạo, nguyên thủ cao cấp. Nhưng ở Việt Nam luật để ban hành ra để cho dành cho những cái người chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam, những cái người phê phán những cái hiện tình của xã hội Việt Nam. Những cái điều luật này không thể chấp nhận được. Đó. Rồi có những cái người họ nói rằng là lãnh đạo Việt Nam ngày hôm nay họ vì cái này, họ vì cái kia thôi, chứ có nhiều người tốt lắm. Họ tốt là họ đã không còn làm trong Đảng Cộng sản nữa. Họ tốt là họ đã xin rời ra rồi, họ xin xin ra khỏi đảng rồi. Họ vẫn cố gắng, họ đeo bám theo để họ hưởng những cái quyền lợi, lợi ích sau cùng, lợi ích nhỏ nhoi đó. Tôi thật sự khi mà tôi nghe cái video clip mà nói về anh Nguyễn Danh Dũng này, tôi nghe cái luận điệu của anh, của đồng chí công an, tôi không chấp nhận được, tôi rất là khó chịu. Tôi ghét lắm, tôi rất là ghét. Ở Mỹ đó, người ta nắng tượng sáp của ông Donald Trump, người ta nắng, người ta làm cái tượng, một cái hình giả, hình nộm của ông Donald Trump, người ta để ngoài đường á, cho người ta đi qua đi lại, mà hình của ông là hình sexy, tóc dài, tóc vàng rồi hả, trần trụi trụi hả, rồi hả mông thì xẹp, mặt mày thì nhăn nhó, người ta làm, người ta để ngoài đường, mặc cho, có nghĩa là người dân có thể đi ngang sờ nắng chụp hình hoặc là cười hoặc là dè biểu xúc xỉn cũng không sao cả. Nhưng mà ở Việt Nam khi mà làm những cái điều đó mà lên tiếng nói lên, ông lãnh đạo này, ông lãnh đạo kia làm không tốt là bị dán gán vào cái tội là bôi nhọ hình ảnh các cái đồng chí lãnh đạo. Tôi không hiểu nổi, tôi không có chấp nhận cái quan điểm này. Tôi thấy có một cái khúc mà anh Nguyễn Danh Dũng anh nói mà tôi thấy ảnh rất là rung. Các mọi người cùng nghe nha. Sau khi bị bắt thì em cảm thấy những cái việc làm của em là sai quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo nhà nước, làm mất lòng tin của người dân với lãnh đạo nhà nước. Cái giọng của anh Nguyễn Danh Dũng này, ảnh nói anh không có bình thường. Và tôi đã đi vào cái chỗ công an làm việc á, cái chỗ đồn công an rồi, tôi đã quan sát, tôi thấy rồi. Họ đi vào đó, họ uy hiếp người ta dữ lắm. Mà anh Nguyễn Danh Dũng này nhìn rất là thư sinh, nhìn rất là thư sinh. Họ khi mà đi vô trong cái đồn công an làm việc á, họ là giống như những cái người mặc thường phục không mà. Họ nói chuyện phải nói là thất học á.
họ dùng bạo lực với những cái người mà họ bắt vào trong đó. Họ nói chuyện họ không có, họ giống họ coi mình giống như con vật vậy á. Khó chấp nhận được lắm. Thì cái giọng của anh Nguyễn Danh Dũng này, anh nói là bởi vì anh bị uy hiếp. Bởi vì anh bị uy hiếp rất là nhiều và bắt phải nói như vậy. Và cái kênh VTV1 này là cái kênh đưa truyền thông trong nước, và nhiều người dân họ nghe video clip này và họ nói đó, cái người này nè, cái người này đã tạo những cái trang như vậy bị bắt rồi. Cho nên nó nhiều người ở trong nước đó, gọi là giống như yếu đuối sợ hãi, là họ sợ luôn, họ không dám sử dụng các cái mạng internet luôn. Đó là các đảng Cộng sản Việt Nam làm để kìm kẹp người dân trong nước. Và ngày hôm nay mẹ của Dương coi tin tức cũng nói nó Dũng gì đó bị bắt, con có thấy không? Và Dương cũng đã trấn an mẹ rất là nhiều luôn. Nó ngày hôm nay là những cái kênh VTV1 họ họ làm những cái hình ảnh, họ quay những cái góc độ, nhưng mà họ đâu có hỏi đâu. À, các bạn có thấy công an đâu có hỏi là anh Nguyễn Danh Dũng vì sao, anh có suy nghĩ gì khi anh làm điều này không? À, anh nhìn nhận thế nào về cái xã hội Việt Nam hiện tại mà anh lại đăng tải những cái video clip này? Anh có thể cho tôi biết cái cảm nhận của anh về xã hội Việt Nam qua góc nhìn của anh hay không? Họ đâu có hỏi đâu. Bây giờ họ làm cái video clip như vậy thôi, họ bắt anh phải nhận tội. Họ hăm dọa đủ thứ, họ bắt anh phải nhận tội. Thì bây giờ lên đây, ở trong đó công an hằng hà, họ dùng đủ thứ mọi cách để họ uy hiếp người ta, thì người ta phải 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 nhận tội thôi. Nhưng mà nếu mà nói về dân chủ thì tại sao họ không hỏi là anh cho tôi biết cái cảm xúc của anh, nguyên nhân vì sao anh làm như vậy? Họ không có làm như vậy, họ không có hỏi. Và chúng ta không nghe được cái những cái lời nào của anh Dũng nói ngoài cái việc mà anh ta nhận tội cả. Đây là cái chiêu trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đang dùng truyền thông một chiều. Họ đè hết những cái gì của anh Dũng nói. Bây giờ họ muốn anh Dũng lên trên đó để nhận tội, để người dân thấy rằng đó anh Dũng anh nhận tội đó. Nhưng mà người dân đâu có biết rằng Đảng Cộng sản đó uy hiếp người dân, đã uy hiếp anh Nguyễn Danh Dũng này. Họ vô trong đó họ dùng đủ mọi cách và họ dùng nắm đấm nữa. Nếu mà họ không dùng nắm đấm thì tại sao có nhiều người vô đồn công an bị đánh chết? Không đơn giản giống như các bạn tưởng đâu, Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng mang trá. Tôi nói thật á, không có chịu nổi. Và cái việc mà bắt cái anh Thiên An TV này, cái anh Dũng này, thì tôi cứ suy nghĩ hoài. Một là anh Nguyễn Danh Dũng này bị những cái người mà giống như họ 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 tạo một cái niềm tin cho anh Nguyễn Danh Dũng trước để họ tiếp cận. Họ giống như là họ tạo một sự thân mật, rồi dần dần họ tiếp cận, họ mới bắt được anh Nguyễn Danh Dũng này. Cho nên những người đấu tranh trong nước chúng ta cũng nên cẩn thận. Những cái người mà tự nhiên họ tiếp cận và họ thể hiện cho các bạn biết rằng là họ cũng đấu tranh, họ cũng quan tâm, họ cũng có những cái lý luận, cẩn thận, hết sức là cẩn thận những cái thành phần đó. Chúng ta không tin tưởng những cái thành phần giống như vậy, phải tuyệt đối cẩn thận. Để không thôi chúng ta bị mắc bẫy những cái thành phần đó đó. Nguyễn Danh Dũng là Dương Nghị đã có người tiếp cận anh ta và anh ta bị lộ là do những cái thành phần đó họ giả danh, giả dạng để họ tiếp cận thôi. Còn hoặc là một cái nữa là đây là một cái chiêu để mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà đe dọa, làm cho người dân sợ, người dân hoang mang, người dân không sử dụng internet nữa. Có thể là họ dùng cái cách đó. Đó. Những người bạn trẻ chúng ta hãy đi tìm hiểu cái điều luật mà 79, 88, 258, các bạn phân tích đi. Các bạn ngồi, các bạn ngày hôm nay các bạn hiểu biết, các bạn phân tích, nó vô cùng là mơ hồ, và những cái điều luật đó gần như là một cái hàng rào bảo vệ cho họ, cho cái đảng Cộng sản, chứ nhìn vào không có cái chỗ nào mà để bảo vệ cho người dân cả. Họ dùng cái cụm từ nhân dân, lại một lần nữa ngày hôm nay đảng Cộng sản đã lộ ra cái bản chất rằng họ dùng nhân dân làm lá chắn bảo vệ cho họ. Tôi nói ở các video clip trước rồi, đảng Cộng sản Việt Nam, những người Cộng sản thời đó họ dùng người dân, họ dùng đàn bà và trẻ em để mà làm lá chắn bảo vệ cho họ, thì ngày hôm nay lại một lần nữa họ dùng chính quyền nhân dân, nhưng mà thật sự không phải nhân dân, họ dùng những cụm từ đó để qua mắt người dân. Nó vụ Formosa sao không thấy thằng công an nào vô làm việc cho triệt để, sao không thấy huy động những chuyên gia giỏi để vô để tìm hiểu rõ nguyên nhân Formosa chết vì đâu để ngậm hàng hàng tháng trời, sao không thấy ai huy động vô? Mà đến ngày hôm nay mà có những người làm những cái chuyện giống như là nó cảm thấy nó nguy hiểm tới cái chế độ của nó, là nó cho chuyên gia giỏi vô tìm hiểu phân tích những cái chuyện này để đấu với một cái anh rất là thư sinh. Điều này rất là vô lý, không, rất là vô lý luôn, không chấp nhận được. Formosa rồi bây giờ mấy năm mấy tháng trước xả đập thủy điện Hố Hô, hôm nay lại tiếp tục xả nữa, người dân đi tới nửa người vậy nè, gà chết hết trơn, heo chết,
các con vật nuôi chết, người ta không nấu ăn được. Sao không thấy ông công an nào vô hết vậy? Sao không thấy người lãnh đạo nào vô giúp đỡ người dân hết vậy? Rồi bây giờ đi bắt một cái anh như thế này, cái xã hội còn cái gì nữa đâu? Chưa bao giờ có một cái xã hội nào, tôi nói thật, tới thời điểm này chưa có, tôi chưa thấy cái xã hội nào mà lụng bại giống như cái xã hội Việt Nam. Dân châu Âu họ ăn mặc sang trọng, khang sạch đẹp, họ chuẩn bị khang trang để họ đón Noel giao thừa, còn nhìn lại dân Việt Nam mình hả, tôi nói khắp nơi miền Trung toàn là nước không đó. Sao không thấy ông nào mà lên tiếng cho cái chuyện, những cái chuyện mà ai xả đạp xả lũ xong thấy ai lên tiếng hết trơn vậy? Rồi bây giờ chạy vô bắt cái anh Nguyễn Danh Dũng này, một cái người rất là hả tay yếu chân mềm. Trời ơi, gì đâu có một anh Nguyễn Danh Dũng thôi mà nó bu cả chục người xung quanh á. Làm thấy ghê luôn. Sao mà chịu được? Rồi có nhiều người dân hả? À, có nhiều người hả, cha mẹ của bạn mình gọi nói là thôi, nói với bạn mình nó, con ơi con đừng có biết nhiều quá, con biết nhiều con quan tâm làm gì, hại con này kia nọ. Thôi con đừng có quan tâm nữa. Trời ơi, gì kỳ vậy? Xã hội mà có biến động là nguyên đất nước Việt Nam có chuyện, chứ không phải một cá nhân nào hết. Tại sao làm ngơ được, hay thiệt luôn á. Ngày hôm nay anh chị những người mà đang nghe Dương nói, cái niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam nó còn có không ạ? À? Vui lòng hãy trả lời cho Dương biết. Để ngày hôm nay họ cứ lên TV họ ra rả, họ nói rằng là bôi nhọ hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, cho Dương biết rằng quý vị có còn tin cái Đảng Cộng sản Việt Nam này nữa không? Chỉ cần hả gõ là không thôi. Gõ nhiều nhiều vô để cho nhiều người khác comment thấy. Còn tin được bao nhiêu phần trăm? Dương là Dương không có còn tin nữa rồi đó. Tại vì Dương bước ra bên ngoài Dương đã thấy quá rõ rồi. Trời ơi, ta nói hả, nó tiêu điều, nó nghèo nàn gì đâu luôn á, không có thể nào mà so sánh nổi. Bây giờ Dương ngồi trong cái nhà này thì các bạn có thể thấy đằng sau là cái màn của cái nhà vậy thôi, nhưng mà ở bên ngoài ta nói bao nhiêu điều mà nó là, khi mà mình viết rồi chỉ cái từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác thôi, họ hiện đại và họ hiện đại quá mức tưởng tượng của mình luôn. Nó rất là nhiều người vào không rồi kìa, không ai còn tin hết đó. Vậy mà lên trên TV á vẫn còn ra rả nói rằng là người dân hãy tin vào chế độ, hãy tin vào hả, Đảng Cộng sản, hãy tin vào công an. Tin để rồi chết hả? Tin để rồi mà vào đồn vào chết hả? Nhưng hy vọng có nhiều người trả lời cái chuyện không đó, để cho nhiều người dư luận viên vô, và thậm chí những người mà muốn tìm hiểu vô đây coi, để có lòng dân đó, nó phẫn nộ tới đâu. Trời ơi, cái điều luật 79, điều luật 88, điều luật 258 là ba cái điều luật, hai ta nói ai mà trong nước Việt Nam mà lên tiếng là dính vô một trong ba điều luật đó hết, nhất là điều luật 258. Dân nghèo dân khổ, bây giờ hả, bây giờ trên mạng á, trên Facebook nè, sáng mở con mắt ra ta nói hình ảnh nước nó ngập khắp nơi, người dân ta nói hả đi hả, ta nói đi mà phải vừa đi vừa dính cái tường để mà đi, cái lượng nước nó chảy xiết ở vậy đó, người đi không được. Sao khổ quá vậy trời? Sống ở đất nước Việt Nam mấy ta lãnh đạo đâu hết trơn rồi. Tại sao họ xả đập thủy điện, xả đập cái gì đâu mà xả một lần quá rồi đập thủy điện. Nước chảy cuồn cuộn rồi bây giờ mấy trăm người chết không nghe nói cái gì hết á. Mấy trăm người chết ở miền Trung không nghe nói gì hết, mà ông Fidel Castro chết lại để quốc tang. Còn nước Mỹ mà vào những cái thời gian trước có những cái vụ khủng bố đó. Vậy mà người ta để quốc tang để ta tưởng nhớ những cái người đã chết trong những cái vụ khủng bố đó. Còn ở Việt Nam ta nói chết hoài, chết liên miên, chết kinh khủng, cái số lượng người chết tăng dần mà không nghe ai nói gì hết trơn á. Lãnh đạo cũng không nghe nói để quốc tang quốc tiết, mà cũng chẳng thấy lãnh đạo nào mà xuống coi đời sống của người dân ra sao chứ. Không thấy luôn. Trời ơi, gì kỳ cục kẹo vậy? Rồi bây giờ hôm nay có một đảng cộng sản nè, đúng sai gì các ông cũng ngồi đó hết, nhận khuyết điểm rồi thôi. Bên Hàn Quốc đó, rần rần cái vụ bà thủ tướng Hàn Quốc đó, dân đứng lên phản đối, bà phải xin từ chức thôi. Còn cái nước Việt Nam gì đâu á,
người dân đã quá sức nghèo nàn rồi, không thể nào mà so sánh được với các nước lân cận hết trơn. Thì thôi đi chứ. Bây giờ cứ ngồi đó mà hả, ngay quyền cố vị để mà dần 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 hiến dân Việt Nam cho Trung Quốc. Rồi người dân Việt Nam lãnh lãnh đủ luôn. Người dân Việt Nam tin quá mà, người dân Việt Nam tin các ông quá mà. Rồi ngày hôm nay có chuyện gì người dân lãnh đủ hết trơn. Đồ ăn độc hại, ăn ung thư vô bệnh viện nằm đống đống. Rồi bây giờ xả lũ nữa, Tết nhất tới nơi rồi, Giáng sinh Tết nhất tới nơi rồi. Người dân, tại sao người dân cứ hết cái nạn này tới cái nạn kia? Trời ơi, lãnh đạo Việt Nam cái tâm họ để dưới cái chân họ chứ không có để trong cái tim của họ nữa. Một cái người mà hả làm mà download những cái video clip đưa lên thôi mà họ cũng sợ nữa. Mẹ Dương nói ha, trời ơi con làm vậy chi, nó đâu có sợ mình đâu. Nó không sợ mà nó bắt ông Nguyễn Danh Dũng. Mà nó nói rằng là hả các cái video clip mà phản động nó có nguồn gốc ở nước ngoài không à. Ủa gì kỳ vậy? Đất nước Việt Nam tự do dân chủ, tự do ngôn luận lắm mà sao không ai dám nói mà các người ở nước ngoài họ nói. Vậy ở nước ngoài có tự do ngôn luận, tự do báo chí không? Có chứ. Ở nước ngoài tao nói tự do đủ thứ hết trơn á. Các cái tin tức ở đây muốn coi cái gì gõ một cái là nó ra hết hà, còn trong nước gõ không ra. Chặn hết trơn, vậy có sợ không? Đảng Cộng sản Việt Nam đang sợ. Và những người bạn của Dương lên trên YouTube á, gõ sấm trạng trình. Coi sấm trạng trình để tìm hiểu được cái vận mệnh nước non Việt Nam nó sẽ ra sao. Rồi bây giờ tới ông Ngô Văn Minh. Ông Ngô Văn Minh là một cái vị đại biểu người miền Trung đó. Quý vị lên gõ Ngô Văn Minh các bạn sẽ nghe. Quý vị sẽ nghe bài nói chuyện của ông. Là những thời gian trước ông có những cái bài phát biểu trước đại biểu quốc hội. Ông rất là thẳng thắn nói về vụ Trịnh Xuân Thanh đó. Thì cái bài phát biểu của ông cách đây chừng tháng chứ gì. Ngày hôm nay thì nhận được tin là ông chết đột ngột. Chết không hiểu lý do chết. Cái xã hội gì mà trù dập những cái người dám nói lên sự thật. Lên tìm hiểu đi. Mới lên tiếng có 1 tháng là nói rất là hùng hồn vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Và đằng sau nữa là không phải chỉ có riêng cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh đâu, mà rất là nhiều những cái tổ chức ở phía sau đã hậu thuẫn cho ông Trịnh Xuân Thanh. Rồi thì tự nhiên tháng sau có lên đường. Ông Phạm Quý Ngọ ngày trước cái vụ của Vinashin, Vinalize của ông Dũng đó cũng chết không rõ nguyên nhân luôn. Ông Nguyễn Bá Thanh độc ác đến thế là cùng. Ông Nguyễn Bá Thanh thì chết bị nhiễm xạ. Và Dương được biết nó loáng thoáng rằng là ông Nguyễn Bá Thanh sang Trung Quốc. Và nó làm sao nó để trong cái phòng đó mà nó đã để chất phóng xạ trong đó rồi. Thì ông sống ông làm sao trong cái môi trường đó thì ông bị nhiễm, ông không biết. Mà nó hủy hoại từ bên trong ra, đi qua Mỹ điều trị. Đã chết rồi về tới Việt Nam vẫn còn nói dối. Tao vẫn còn khỏe có chi mô. Dân lại tin nữa. Nói dối hoài là bản chất của Cộng sản Việt Nam. Người ta chết rồi đem về tới vi trường thì nói chết rồi. Lại nói rằng tao vẫn còn khỏe có chi mô mà ông chết rồi, ông nằm trong quan tài á. Và Dương có một cái gợi ý như thế này là những cái người dân Việt Nam của chúng ta ở vùng quê á, gần như họ không có một cái điều kiện gì để mà họ tiếp cận với internet cả, và họ cứ coi tivi thôi, họ coi radio thôi. Thì có cách nào để mà chúng ta có thể tác động, ví dụ như những người bạn mà trên Facebook có cha mẹ ở quê đó, chúng ta cố gắng tạo điều kiện để mua cho cha mẹ những cái smartphone. Dương thấy smartphone mà cái bình thường giá rẻ khoảng chừng triệu mấy là cũng đã có smartphone xài rồi. Chúng ta mua những cái smartphone đó về cài những cái phần mềm ví dụ như là Zalo hoặc là Facebook, Facebook là chủ yếu, cài cái phần mềm đó và hướng dẫn người lớn sử dụng. Vô trong những cái trang ví dụ như nhật ký yêu nước hay là những cái trang mà hay nói về những cái vấn đề thực trạng của xã hội Việt Nam á, cài sẵn trong đó và chỉ thật là kỹ cho người lớn sử dụng để họ vô trong đó họ xem tin tức. Chứ ngồi đó họ xem tivi cái họ cứ tin vào những cái điều mà Đảng Cộng sản đã nói không à. Mà bởi vì cái sự tin này mà dẫn đến cái ngày 30 tháng 4 1975 miền Nam nó mất á, cũng là một phần á. Tại dân vẫn còn bảo vệ.
dân bảo vệ dẫn đến cái sự tang thương ngày 30 tháng 4 đó, và ngày hôm nay cái giá phải trả 41 năm Việt Nam nghèo nàn. Cố gắng làm những cái điều đó, cha mẹ ở nhà mà không có cái cơ hội để mà sử dụng cái smartphone đó thì hãy cố gắng. Bây giờ nói tới internet Dương buồn lắm. Tại vì ngày xưa lúc mà Dương còn ở Việt Nam, Dương ở trong đồng quê á, là internet nó không về tới, internet nó không về, không không có về tới trong quê. Mà mỗi lần mà Dương hả muốn sử dụng internet đó là Dương phải đăng ký 3G mà đất mạng rất là yếu. Mỗi khi mà sử dụng hết cái dung lượng của nó là nó sẽ vòng vòng vậy nè. Mà hả, internet nó ngộ lắm, là những cái con đường, những cái người ở phía bên ngoài đường á, con đường lớn á, thuận lợi thì họ kéo, còn những cái người ở trong xa 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 lắm. Dương nói với họ, anh chị cứ kéo đi, Dương sẵn sàng trả cái số tiền nhiều hơn như vậy để mà kéo internet về tới nhà, họ không làm là không làm. Đó. Ở bên Na Uy tôi nói hả, ở miền núi cũng giống như ở thủ đô, mà thậm chí muốn lên núi ở phải tốn nhiều tiền hơn nữa, mua đất trên núi mắc hơn nữa. Còn ở Việt Nam là hãy trung tâm thủ đô hay này kia nọ là mắc tiền, dân cứ tập trung vào thủ đô không à. Còn ở dân ở Na Uy là họ thích về núi họ ở, họ an tịnh yên tĩnh họ ở. Nhưng mà cái họ kia họ lên trên núi họ ở là họ sống một cái đời sống nó cũng tốt giống như vậy thôi, không có sự khác biệt. Nhưng ở Việt Nam mà hả, ta nói ở vùng trong, vùng sâu, vùng xa, vùng núi là cái như là thua thiệt hết so với ở Sài Gòn ở trung tâm. Cho nên là họ không có cái cơ hội để họ tiếp cận. Thì những cái người bạn trẻ ngày hôm nay chúng ta cố gắng tạo cho cha mẹ những cái smartphone 1 triệu mấy, 1 triệu mấy 2 triệu là được rồi, tạo để cho người người lớn họ có thể họ tìm hiểu, họ biết, cho họ có thêm một cái kênh thông tin nữa khác ngoài truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trời ơi, thế giới nó đi tới đâu rồi, Việt Nam vẫn còn dậm chân một chỗ mà thậm chí họ đi lùi nữa. Đúng rồi, ở trên miền núi họ đời sống của họ rất là tốt, mà thậm chí họ lên trên đó ở phải tốn rất là nhiều tiền. Còn ở Việt Nam là người miền núi là người nghèo. Còn ở đây mà càng đi ra ngoài phía xa, ngoài miền núi lên trên núi là nhà cửa rất là đẹp, phải tốn rất là nhiều tiền để mua được nhà trên đó. Đó là nguyên nhân mà người Na Uy họ thích ở phía ngoài lắm, rộng rãi, thoáng, yên tĩnh. Còn ở trong trong trung tâm á lại nhộn nhịp. Còn ở Việt Nam mình là dân cứ thích tập trung lên 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 trung tâm thủ đô thôi. Mà cái này không thể nào đổ lỗi cho người dân được, do những cái người mà đã đưa ra những cái quy hoạch, những người lãnh đạo họ không có tầm nhìn. Đó là cái nguyên nhân mà dẫn đến ngày hôm nay dân số Sài Gòn quá đông luôn, phân bố không có đồng đều, dẫn đến tệ nạn cái gì cũng xảy ra ở Sài Gòn hết á, ngập lụt, cướp giật, ăn xin, đĩ điếm đồ này kia nọ tập trung ở Sài Gòn quá nhiều luôn. Những cái người bạn mà chúng ta đang đang âm thầm để liên kết với nhau để tạo nên sức mạnh đó, cố gắng nha, cố gắng tránh một hết sức có thể, tại vì có nhiều thành phần họ họ sẽ tiếp cận với các bạn lắm, họ tiếp cận các bạn rồi họ, tôi đã nói ở những video clip trước tôi cũng đã nói, họ mưu mô vô cùng, họ tiếp cận các bạn tưởng đâu họ đồng tư tưởng với các bạn, đồng cái quan điểm, đồng lý tưởng với các bạn, nhưng không phải, họ là những cái tên công an ngầm á. Họ khi mà họ nắm hết tất cả mọi thông tin rồi, các bạn bị bắt gọn ơ hả, mà bắt không phải một người bắt mà cả chục người bắt hết luôn trong cái nhóm đó đó, cẩn thận hết sức là cẩn thận. Thì anh Nguyễn Danh Dũng này bị bắt, tôi cũng nghĩ là cũng đã có người tiếp cận anh ta, tiếp cận một thời gian dài lắm, bởi vì cái niềm tin đó, niềm tin đặt không đúng nơi đó. Rồi có một người bạn nói cho tôi nữa, sao ngày hôm nay những cái người mà dám lên tiếng nói lên những cái bất công trong xã hội, sao tao thấy toàn là nữ không vậy? Tao thấy toàn là nữ không mà còn đàn ông nó hết trơn, mà sao tao thấy đàn ông ở Việt Nam á, Dương xin lỗi cái điều này nói nhiều khi đụng chạm anh chị em. Tao nói từ 5 giờ cho tới 11 giờ đa phần đàn ông ở ngoài quán nhậu không, không thấy ai ở nhà hết trơn á. Cái điều này có không vậy? Nói rằng ngày hôm nay lên tiếng cho những cái điều mà bất công trong xã hội Việt Nam, cái mấy ông nó thôi, đừng nói tào lao. Mệt quá rồi, mấy ông phủi tay, mấy ông phủi đít, mấy ông đi luôn, mấy ông không quan tâm gì hết trơn á. Trời ơi, gia đình nhỏ của mình, con cái của mình, vợ con của mình bảo vệ không xong thì làm gì đây? Bây giờ mà chính cái Đảng Cộng sản Việt Nam làm cho người đàn ông trở nên yếu hèn nhu nhược, không bản lĩnh là do đâu? Bia rượu, thuốc lá, nó ảnh hưởng tới thần kinh của mình nè, nó làm cho mình trở nên sợ hãi, yếu đuối.
Nhậu nhiều quá, uống bia nhiều quá, Việt Nam là một trong những nước tiêu thụ bia hàng đầu thế giới. Uống bia nhiều quá đi rồi cái thần kinh của mình trở nên nó yếu rồi, bây giờ nói tới mà lên tiếng cho bất công sợ lắm. Tao nói bây giờ có một vài người lên tiếng bị bắt bị đánh đúng rồi, mà giờ thử lên lên tiếng đồng loạt lên tiếng thử coi dám bắt không. Bây giờ trong trong khi mà like cũng không dám like, comment sao cũng không dám comment nữa, share cũng không dám nữa, sợ cái gì mà sợ dữ vậy? Trời ơi, đất nước của mình mà tao nói sợ cái gì mà tao nói sợ, sợ còn hơn cha mình chết nữa. Lên trên Facebook, trên trên kiểm tra trên dòng thời gian của Dương đi. Dương ở Việt Nam, Dương vẫn share, vẫn like bình thường. Ủa, bất công trong xã hội là mình được quyền nói chứ. Xấu thì được quyền nói chứ, làm gì phải sợ. Tao nói sợ cái gì mà sợ thì thôi là sợ luôn. Cái áo này nè, là cái áo mà Dương mặc đi biểu tình mà bữa hôm Dương có đưa lên trên Facebook nè, là nó nè. Nó cái áo đó đó. Bây giờ công an mà mời quý vị vô trong đồn công an, mấy quý vị nói bây giờ cái xã hội này còn cái gì tốt đẹp. Anh chị cứ vạch ra cho nó. Đảng và nhà nước lo, đảng và nhà nước lo 40 mấy năm để ngày hôm nay cho con cái chúng tôi ăn đồ ăn độc hại. Đảng và nhà nước lo để rồi bây giờ sau khi con tôi tốt nghiệp ra trường không có công ăn việc làm. Đảng và nhà nước lo tới đâu nữa? Bây giờ đưa tôi đi đến đâu nữa? Thiên đường xã hội chủ nghĩa hả? Hay là đưa tôi đến hả? Âm phủ? Đưa đến vực thẳm? Bây giờ cứ nhiều người đã có đảng và nhà nước lo, đảng và nhà nước lo nó đưa mẹ cái Việt Nam cho Trung Quốc rồi. Đợi cái gì nữa? Có nhiều câu lắm, đảng và nhà nước lo. Lo mà bây giờ ngày hôm nay ăn cái gì vô, ta nói ăn cái gì vô cũng độc hại hết. Kiểm tra lại có cái gì không độc hại không? Không khí có độc hại không? Không khí bây giờ hít vô họ có độc hại không? Tưởng nghĩ dưới quê là không ô nhiễm môi trường hả? Không khí nó bay vòng 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 đó. Không ô nhiễm sao? Nguồn nước có ô nhiễm không? Ô nhiễm. Nguồn thức ăn ô nhiễm không? Nó không còn cái gì hết, nó sớm cũng chết, muộn cũng chết hả? Mà ta chết nhưng mà làm sao ta lên tiếng ta bảo vệ được con cháu của mình? Lên tiếng để làm sao các thế hệ sau con cháu của mình xuống dưới xứ vàng mình có an tâm được không? An tâm được khi mà biết con cháu trên đây sống khỏe mạnh lành lặn, sống trong một xã hội tốt. Chứ có chết đi rồi mà biết trên đây con cháu mình vẫn đang ngụp lặn với bao nhiêu cái thứ nguy hiểm có an lòng được không? Cái trách nhiệm để ở đâu mất tiêu rồi. Sợ cái gì mà sợ dữ vậy? Có nhiều người nói thôi ráng sống cái hết kiếp này đi con ơi, lên tiếng làm gì, ráng sống hết kiếp này. Ủa, mấy ông mấy bà sống hết cái kiếp này rồi con cháu của mấy ông mấy bà không có sống nữa hả? Nói mà ích kỷ quá vậy. Trời ơi, tôi như thế này mà tôi còn lên tiếng. Tôi mới có 30 tuổi mà tôi còn lên tiếng. Còn mấy ông mấy bà nói thôi ráng sống hết kiếp này thôi. Trời ơi, từ khi nào người Việt Nam trở nên vô trách nhiệm, vô cảm, vô tâm đến vậy? Bây giờ ai cũng đòi bỏ ra nước ngoài hết mà có đi được đâu? Đi được tôi đâu có nói, không có đi được. Phải đi được tôi cũng tôi mà nếu mà tôi đưa được quý vị đi, tôi đưa hết luôn. Tôi đi không, tôi đưa không được. Làm sao bây giờ ai cũng muốn chạy hết. Đã tôi nói rồi, bây giờ Campuchia nó sang năm là nó sẽ xây những cái bức tường biên giới nó ngăn lại rồi. Nó xây khoảng 10 mét, nó xây cao lên 10 mét như vậy đó. Tại vì Trung Quốc biết là mai mốt có những cái biến loạn là nó sẽ chạy, dân Việt Nam mình sẽ chạy sang Campuchia, Malaysia đồ. Nó hoặc là chạy ra biển, mà bây giờ biển ở ngoài nó đã dàn trận rồi. Chạy không có chạy đường nào được hết trơn á. Bây giờ đứng lên đấu tranh đi. Chỉ có đấu tranh mà thôi. Không có chạy đâu được nữa hết trơn á. Bây giờ đi nước ngoài đi cũng không được. Mà đứng đó, trong nước đấu tranh thì không đấu tranh. Mà người bên ngoài người ta đấu tranh thì ngồi đó cười. Có nhiều người cười lắm, chết tới nơi rồi. Mà ngồi đó cười. Tôi cũng không biết cái nói cái gì luôn á. Bây giờ tôi đọc cái câu chuyện con ếch cho quý vị nghe. Để quý vị thấy quý vị giống con ếch. Con ếch mà ngồi nồi nước sôi. Có một chú ếch được thả vào một cái nồi nước lạnh. Cái nồi nước đó không hề đậy vung và rồi được để lên một cái bếp. Ban đầu nước vẫn còn lạnh thì chú ta không hề có phản ứng gì. Sau đó nước cứ từ từ ấm dần lên, nhưng chú ta không hề để ý đến được điều đó. Tại sao ư? Tại vì nhiệt độ của nồi nước tăng lên từ từ và khiến chú ta quen với điều đó. Càng về sau, nồi nước càng tăng nhiệt độ.
Nhưng chú ếch vẫn không hề để ý đến điều đó vì nhiệt độ chỉ tăng từ từ mà thôi. Đến khi nước sôi thì chú ta mới bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nhưng lúc này đã muộn rồi, chú ếch đã được luộc trong nồi nước đó. Đây là một câu chuyện kinh điển kể về sự thay đổi, vì nồi nước cứ nóng dần khiến chú ếch không hề để ý đến và cuối cùng là bị chết trong nồi nước sôi. Giả sử nếu thả chú ếch đó vào nồi nước khi nước đã nóng rồi và cũng không đậy vung thì chắc hẳn chú ếch sẽ cố mà nhảy ra cho được. Nếu mà Đảng Cộng sản mà đặt người dân vào cái trường hợp giống như chú ếch mà bỏ vào nước sôi lập tức nhảy ra liền, nhưng mà họ đã âm thầm, họ đã làm từ từ để người dân thích nghi đó, rồi cũng sẽ chết giống như chú ếch vậy đó. Cuộc sống con người cũng thế, chúng ta đã quen với những việc thường ngày đã xảy ra và không hề muốn thay đổi, hay thậm chí sự thay đổi rất là sợ, sợ tiếp nhận cái mới. Nhưng thực tế thì cuộc sống của chúng ta thay đổi hàng ngày, và nếu chúng ta không chú ý đến thì mọi chuyện cũng đã là quá muộn. Còn khi đối diện một sự thật thay đổi rõ rệt thì khi đó ta cuống lên, ta lo sợ. Liệu khi đó ta có thể đối diện được với sự thay đổi hay không? Ta có thể chấp nhận sự thay đổi hay không? Khi đó có là quá muộn không? Hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi sự thay đổi. Hãy nhìn nhận cẩn thận mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Hãy đối diện và chấp nhận những thay đổi đang diễn ra để bản thân thay đổi theo, cho nó phù hợp. Người dân Việt Nam hiện tại là con ếch trong nồi nước sôi. Người dân Việt Nam là nhân vật giống như con ếch trong câu chuyện này nè. Đến một ngày nào đó là nó luộc chín một không hai một điều luôn. Ngồi đó, lên trên Google gõ câu chuyện con ếch vào nồi nước sôi, nó có câu chuyện đó đó. Thì người dân ngày hôm nay Đảng Cộng sản để cho người dân cảm thấy cái cuộc sống như vậy là đủ. Nhưng mà cuộc sống đó, đối với người dân cảm thấy là đủ thôi. Nào là chiến tranh chết chóc nhiều quá, tang thương nhiều quá, bây giờ phải gây dựng lại, bây giờ phải xây dựng, phải cải tạo lại, mất rất là nhiều thời gian, 41 năm trời rồi, thời gian đó là quá gần quá nửa đời người rồi. Mà không làm được cái trò trống gì hết, mà người dân ngày hôm nay chết trong tang thương, chết trong bão lũ, chết trong tai nạn, chết trong độc hại. Đó, rồi bây giờ trở thành một cái thị trường rất là phong phú và đa dạng cho Trung Quốc để mổ lấy nội tạng. Trung Quốc nó còn mổ người dân của nó nữa. Các bạn lên trên Google gõ về Pháp Luân Công, học viên Pháp Luân Công, để xem họ bắt những học viên này họ mổ, họ lấy nội tạng. Ngày hôm qua tôi mới đi ra ngoài cái chỗ công viên ở ngoài Na Uy á, có một cái hội Pháp Luân Công đó, họ để cái bảng, họ để rất là nhiều hình ảnh. Chính phủ, những cái người hả Trung Quốc họ đã bắt những cái học viên Pháp Luân Công để mổ lấy nội tạng, kinh khủng khiếp lắm. Thì nghĩ coi, người dân Trung Quốc mà nó còn đối xử với nó như vậy thì những người dân Việt Nam khi mà nó đồng hóa, khi mà nó đã hả lấy xong hết rồi, thì các bạn nghĩ coi người dân Việt Nam giống như vậy còn sợ nữa không? Lúc đó các bạn ngồi trong chùa, các bạn la lên, không ai cứu các bạn hết. Ngày hôm nay chúng ta còn tự do, chúng ta còn có thể tham gia vào, đứng lên đoàn kết lại. Chứ một ngày nào đó khi mà nó đã lấy xong Việt Nam rồi hả, nó bắt từng người nó bỏ vô rồi nè, tới lượt hả mày, tao lấy tim mày, tao lấy gan mày, tao lấy thận mày. Người Trung Quốc ngày hôm nay dân số nó 1 tỷ 3, dân Việt Nam 100 triệu người. Mỗi một năm như vậy dân Trung Quốc cần 200 triệu người bị bệnh và cần ghép nội tạng. Việt Nam là thị trường phong phú để cung cấp nội tạng. Người dân miền Tây có nhiều người không có tiền đã đi sang Trung Quốc bán một trái thận với giá bao nhiêu tiền để sống, hết xài hết tiền xong rồi thì quay qua đi tiếp bán trái thận còn lại. Nó qua các bạn thử hỏi những cái người bên ngoài đây, có ai người dân Việt Nam nào mà sống mà cái kiểu giống như ở dân Việt Nam mình không? Và khi họ đi bán thận vậy, cái con họ bệnh, cái bây giờ họ không có thận để thay cho con họ. Cái đất nước Việt Nam nó nghèo cỡ vậy đó. Nhìn vào cái mặt của tôi đi, tôi nóng lắm, không có còn gì để mà binh nữa hết trơn. Tại sao chúng ta còn sợ hãi? Chúng ta không chết sao? Chúng ta sống hoài luôn hả? Chúng ta trường sinh bất tử, chúng ta không chết hả? Vậy thì phải làm gì để bảo vệ cho con cái của chúng ta chứ? Để rồi bây giờ mai mốt chúng ta có nhiều người nói, trời ơi giờ anh sống cô đơn, anh buồn quá, anh muốn có đứa con. Nhìn cái xã hội xung quanh đi, có trách nhiệm quá trời, nghĩ tới bản thân mình không à? Cha mẹ ngày hôm nay nghĩ tới bản thân mình không à? Đẻ con ra làm gì để mai mốt về già con nuôi? Mà không nghĩ rằng ngày hôm nay phải làm sao cho con mình sống một cái cuộc sống, một cái môi trường sống tốt nhất. Mà toàn nghĩ đẻ con ra mai mốt con lớn lên đi làm để con nuôi không à? Mà bây giờ lên tiếng cho những cái bất công trong xã hội không dám lên tiếng, có xứng đáng không?
Bây giờ không cần biết, có chuyện là chúng ta cứ đứng lên thôi. Bây giờ ai cũng chết hết trơn á, bây giờ nó mai mốt nó xả lũ. Nó xả lũ bây giờ mai mốt trên thượng nguồn sông Mekong á, mai mốt nó xả nữa rồi tới miền Tây. Bây giờ là miền Trung, mai mốt tới miền Tây. Nó đã có âm mưu nó giết người dân Việt Nam thì nó bằng mọi cách, nó giết bằng mọi cách luôn. Nó không có cho chúng ta sống đâu. Ở bên đây tôi nói hỏi tin tức gì tôi cũng biết hết á, muốn xem gì cũng được hết trơn, còn ở trong nước là không xem được. Tin tức đưa lên TV là tin tức nó đã qua kiểm duyệt, và thậm chí những cái thành phần giống như là anh Nguyễn Danh Dũng bị bắt, nó đâu có cho anh Danh Dũng nói gì ngoài chuyện nhận tội đâu. Nó đâu có hỏi cảm nhận cảm xúc của người ta như thế nào đâu, toàn là bắt người ta nhận tội lên TV để cho người dân sợ hãi không à. Lên như vậy để răn đe, để bảo vệ cho cái chế độ mà phải chi nó lãnh đạo tốt, đời sống của người dân tốt, giáo dục tốt, y tế tốt, môi sinh tốt, thì đâu có ai nói gì. Tự nhiên cái không người ta đứng lên ta la làng làm gì. Nếu mà nó quản lý tốt thì ngày hôm nay người dân đâu có bất mãn đâu. Chỉ có vấn đề là ngày hôm nay người dân vẫn còn sợ thôi. Sợ cũng chết mà không sợ cũng chết. Ta không sợ, ta lên tiếng để ta bảo vệ con cái mình sau này, bảo vệ Việt Nam. Các bạn nhớ đi, các cái vị mà Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu bây giờ họ còn để tiếng, Nguyễn Trãi, Quang Trung là còn để tiếng. Các bạn chết các bạn không có để miếng nào hết á, mà còn thậm chí con cái sau này còn khinh các bạn nữa, nói cha mẹ nhu nhược để con cái phải sống trong cái môi trường như thế này, cha mẹ không có xứng đáng. Lúc đó mà cảm thấy lương tâm mình có xấu hổ không? Có nhiều người bây giờ mỗi lần mà thấy Dương Phát livestream lên, những người bạn thân của mình á, những người không phải bạn thân mà bạn nói là phản động nữa. Tôi phản động là cho các bạn đó, tôi phản đối là những cái bất công trong xã hội Việt Nam, trong đó có các bạn đó. Tôi ở bên đây là mọi thứ nó mọi thứ đều tốt hết, tôi đi ra ngoài đường tôi quay rồi đó, trong điện thoại này còn nhiều lắm tôi chưa đưa lên nữa đó. Tôi rảnh hơn tôi làm cái điều đó gì chứ vậy, để các bạn ngồi các bạn nói tôi phản động. Cuộc sống tôi tốt nhiều lắm, tôi không giàu có về vật chất nhưng mà tôi được sống, tôi được thừa hưởng cái môi trường rất là trong sạch, mọi thứ được an toàn. Bây giờ mở nhà hàng kinh doanh đó, tôi cũng đang cũng cũng có nhà hàng, cũng đang kinh doanh thôi, mà đâu có ai tới để mà hàng tháng mà phải đưa tiền bôi 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 trơn cho người ta đâu. Vậy mà ở Việt Nam là họ muốn tồn tại, muốn kinh doanh là phải có tiền, cái gì phải đút lót phải hối lộ hết á. Tôi lên tiếng là cho các bạn nên nhớ điều đó, tôi lên tiếng là trong đó cả một có một cái thế hệ tương lai của các bạn trong đó nữa, gia đình con cái của các bạn nữa. Còn những người vô luận viên nên suy nghĩ lại đi nha, có mấy triệu bạc không có đáng gì hết á, không có đáng để mà mình phải bán rẻ cái lương tâm của mình đâu, bán linh hồn mình cho quỷ dữ đâu. Người dân ở bên châu Âu người ta nói ăn mặc sang trọng, ta nói hả, đèn sáng rực từ ở thủ đô cho đến trên núi, đẹp vô cùng luôn. Người dân Việt Nam bây giờ mở con mắt ra lên trên Facebook thấy là toàn là nước ngập, dân bị bà bị bỡm, cho nó săn quần tới háng, gà nhảy trên nóc nhà đứng trển á, mà nước ngập cái đó nấu cơm làm sao, nấu cơm củi ướt hết trơn rồi, gạo lúa ướt hết luôn không còn gì để ăn hết, dặn mì tôm sống á, thương không? Bây vậy mà người dân vẫn còn ngồi cam chịu được, năm nào cũng bị vậy mà, trời ơi, công nhận tôi ngưỡng mộ cái sự chịu đựng dữ lắm luôn á. Thấy người dân nghèo, thấy người dân khổ như vậy chúng ta có đã có cam lòng nổi không? Ta nói người dân ở bên ngoài, ta nói người ở bên ngoài đây nè, người ta đau xót lắm, người ta không có cứu được. Tại vì ta lên tiếng cái bắt người ta mà lên tiếng cái lên tới về tới sân bay Tân Sơn Nhất là bị bắt hả? Bị tống khứ gì về lại cái nước sở tại, nó không cho vô. Nó chỉ uy hiếp được người dân trong nước thôi hả? Tôi nói thiệt á, nó chỉ uy hiếp đàn áp người dân trong nước thôi hà, mà trong khi người dân trong nước chính là người nuôi dưỡng cái bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam, nuôi dưỡng những người lãnh đạo, để rồi ngày hôm nay họ quay lại nó cắn người dân, không có lo cho người dân cả. Đập thủy điện xây lên để làm gì? Để sản xuất điện, để cung cấp, để phục vụ cho người dân, mà nó xây nên đập thủy điện nó bán cho người dân á với giá cao. Rồi bây giờ mà nó có nguy cơ nước đảo lũ nhiều quá, có nguy cơ vỡ đập xả lũ ra, người dân hứng trọn hết, có nghĩa là bán điện cho người dân mua với giá cao, lợi nhuận nó thu được. Rồi ngày hôm nay lũ có khả năng phá vỡ các đập đó, nó xả lũ ra để người dân đón chịu, để nó giữ nguyên cái tài sản của nó. Đường nào chúng ta cũng thấy rằng là ngày hôm nay nó chỉ tính cho bản thân nó thôi hả?
đập hết, phá vỡ hết cái đập thủy điện đó đi. Thà là bảo bảo như vậy nó tràn xuống rồi nó rút còn hơn là bây giờ cứ trữ một cái lượng nước vô cùng lớn xả cái ào ra. Nguy hại vô cùng cho người dân luôn. Bây giờ thiên tai không chết người mà nhân tai chết người, vô lý không? Chỉ có nước Việt Nam nó mới bị vậy thôi chứ không ai cái nước nào mà lạ lùng vậy hết á. Những người bạn trẻ, những người mà có hiểu biết á, chúng ta lên trên YouTube gõ về chúng ta lên Google á, gõ cái điều luật 79, 88 và 258, chúng ta phân tích xem cái điều luật đó nó hợp lý hay là nó bất hợp lý. Nó vô cùng là bất hợp lý luôn, nhất là điều luật 258. Đó là cái điều luật mà xây dựng nên để bảo vệ cho chế độ cộng sản Việt Nam. Cái điều luật đó, một cái điều luật hết sức là vớ vẩn. Điều luật đó không phải của nhân dân, không phải ban hành cho nhân dân. Và ngày hôm nay những cái người ban hành luật ngồi sớm trên luật, họ ban hành luật ra chứ họ muốn trắng, muốn đen, họ muốn làm gì họ làm hả? Muốn đúng, muốn sai là do họ quyết định. Và họ ban hành luật cho những người nào có tiền thì sẽ thắng. Còn ở nước Mỹ hay là ở nước Hàn Quốc chúng ta thấy rồi đó. Mỹ con của ông Obama vi phạm luật vẫn xử lý bình thường, giống công dân bình thường. Còn ở Việt Nam hả? Có ông cháu cha đụng tới nó đi, nó trù dập cho chết luôn á. Điều đó không thể chấp nhận được. Trời ơi, tôi nói thiệt luôn á, khó chịu lắm luôn á, bực mình lắm luôn á. Sáng nào mở mắt con mắt ra tao nói hả, tao nói không lẽ xe hoài. Tao nói cái hết cái hình ảnh luật này tới hình ảnh luật kia, người ta thì loại bị bà bị bẩn rồi cảnh hả, trâu gà chết trôi nổi, rồi cảnh người sát người chết trôi nổi, rồi hả cảnh tai nạn xe máu me chảy đùm đề. Tao nói hả trời ơi, ở Việt Nam tai nạn giao thông kinh khủng. Thiệt á. Tao nói từ khi tao qua tới giờ tao chưa thấy một cái vụ tai nạn nào mà tao nói nó giả mang, tôi chưa thấy vụ tai nạn nào luôn á. Tôi chưa thấy một vụ tai nạn giao thông nào từ thời điểm tôi qua tới giờ là 6 tháng, tôi chưa thấy một vụ tai nạn nào. Tao nói Việt Nam, tao nói ngày nào mở mắt ra cũng tai nạn giao thông mà tao nói hả trời ơi, tao nói té xuống đường máu miệng nó chảy, tao nói mạng con người mà giống như con gà con chuột vậy đó. Rồi bây giờ xây đập thủy điện lên. Xây đập thủy điện lên mà rốt cuộc giờ dân ta nói hả cúp điện ta nói tuần cúp 3 lần. Còn ta nói ở bên Na Uy này từ khi tôi qua tới giờ đó là có cúp một lần một thôi mà 30 phút thôi hả. Mà giờ giấc nó nói rất là chính xác, nó cúp trong phạm vi bao nhiêu giờ là chính xác vô cùng. Còn ở Việt Nam mà nó cúp từ hả 7 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều là tới 6, 7 giờ chiều nó chưa có nữa. Cúp hoài, mà xây đập thủy điện lên đó mà cúp điện hoài. Rồi muốn tăng là tăng, muốn giảm là giảm. Mà ôi mà giảm không có đâu, đừng có mơ. Trời ơi tăng không à. Còn nhân viên mà làm điện á, là tôi nói mấy năm về trước tôi có một cái anh bạn làm bên điện lực. Thưởng Tết không đó là mấy trăm triệu. Thưởng Tết đó nghe, chứ còn lương Tết, lương của tháng Tết đó tôi còn chưa nói á. Mấy năm trước mấy trăm triệu thưởng Tết mà một nhân viên bình thường đó. 300-400 triệu. Rồi sau này kinh tế khó khăn rồi thì thưởng Tết nó ít lại còn 100 mấy à. Trong khi một người công dân bình thường làm lương thưởng Tết mà mong nó thưởng được một tháng lương là mừng dữ lắm rồi. Làm 4-5 triệu mà lương được thưởng được 4-5 triệu tháng lương nó Tết mừng muốn chết. Tức lắm. Trời ơi, khó chịu lắm. Nhưng mà hả Dương dành thời gian cho những cái buổi nói chuyện sau nha. Thì ngày hôm nay có cái điều Dương nhấn mạnh là anh Nguyễn Danh Dũng á, là người đã đưa những cái bài video clip của chị Lisa Phạm, Trang Lê hoặc Mã Tiểu Linh hoặc là của Thì Dương. Nhưng mà Dương thì Dương chưa có xem cái bài của anh ta đăng trên cái trang của mình, Dương chưa có xem. Tại vì Dương được biết rằng là những cái video clip Dương làm là của một nhân vật tên 28 nó lấy đưa lên thôi. Chứ Dương không có biết anh Nguyễn Danh Dũng này. Nhưng mà anh này anh chỉ đưa lấy những cái video clip lên, anh đưa lên thôi mà họ đã sợ và họ đã bắt anh và gán vào cái điều luật 258. Cái điều luật này hết sức là vô lý. Và những người bạn trẻ chúng ta không có được sợ hãi. Không được sợ hãi nữa, đi tìm hiểu và chúng ta... Ok, Dương sẽ dừng cái bài nói chuyện ở đây. Và Dương cũng cảm thấy rất là xin lỗi khi mà Dương thông báo với anh chị em là Dương sẽ nói chuyện lúc 12 giờ, tức có nghĩa là 6 giờ chiều giờ Việt Nam. Nhưng mà tự nhiên khi Dương thông báo trước thì Dương lại có những cái việc nó xảy ra bất ngờ quá, thì Dương xin lỗi với cộng đồng Facebook. Dương không biết rằng Dương có nên Dương nên thông báo trước cho anh chị em khi mà Dương phát sóng không. Tại vì nếu mà Dương phát như thông báo như vậy mà lỡ có những cái chuyện nó đột ngột mà Dương đi á, thì Dương cũng cảm thấy Dương làm cho mọi người chờ đợi. Dương sẽ nói chuyện cùng với anh chị em sau nhé. Rồi chúc
chúc anh chị em một tuần làm việc mới thật là nhiều sức khỏe, và những cái người anh chị em ở trong 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 nước á, thì luôn yên tâm rằng là Dương cũng sẽ luôn mòn mọi cách để đồng hành cùng với anh chị, cùng các bạn. Dương cũng sẽ cố gắng giống lên tiếng nói để có một phần nào giúp cho những cái người dân chúng nước trong nước của chúng ta không có còn sợ hãi nữa. Tại vì nếu mà chúng ta sợ thì chúng ta cũng sẽ chết thôi. Chúng ta chết trên nhiều cái nguyên nhân đó. Cho nên là chúng ta cố gắng dẹp bỏ đi cái sự sợ hãi đó. Ok. Chúc cả nhà Facebook, các người bạn trong nước Việt Nam có một cái tuần làm việc thật là ý nghĩa và an lành.